Trong video ngày hôm nay, tạp chí online sẽ chia sẻ về ý nghĩa sâu sắc của mâm ngũ quả ngày Tết, một truyền thống văn hóa đặc biệt quan trọng trong văn hóa Việt Nam. Mỗi loại quả không chỉ là những thức ăn ngon, mà còn mang trong mình những giá trị tinh thần sâu sắc, đó là những điểm báo về may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc cho gia đình. Mâm ngũ quả không chỉ là một phần của bữa tiệc truyền thống, mà còn là biểu tượng của sự giàu có, may mắn và thịnh vượng trong đời sống của người Việt. Hãy cùng chúng tôi đi sâu vào ý nghĩa của từng loại quả trong mâm ngũ quả và cách chúng đem lại lợi ích cho mỗi gia đình. Chuối, tượng trưng cho sự sum vầy và bảo bọc cho con cháu. Phật thủ, bàn tay Phật che chở cho gia đình, mang đến sự cứu khổ và cứu nạn. Cam, quýt, biểu tượng của sự thành đạt và hạnh phúc. Lựu, tượng trưng cho sự đoàn kết và gia đình phồn thịnh. Đào, biểu tượng của sự thăng tiến và thành công. Táo, mang đến phú quý và sự giàu sang. Thanh long, rồng mây hội tụ, phát tài phát lộc. Dưa hấu, đem lại sự may mắn và hạnh phúc. Quả sung, biểu tượng của sự sung mãn và thành công về mặt vật chất. Đu đủ, mang đến sự thịnh vượng và đầy đủ. Xoài, ý nghĩa tiêu xài không thiếu thốn, sự sử dụng hợp lý và tiết kiệm. Dừa, tượng trưng cho sự thanh khiết và sự vừa vừa, không tham lam. Bưởi, màu xanh chắc nịch, biểu tượng cho sức trẻ và nhiệt huyết, đem đến an khang và thịnh vượng. Chúng tôi hy vọng rằng sau khi xem video này, các mẹ sẽ hiểu hơn về ý nghĩa sâu sắc của mâm ngũ quả và tìm thấy cách áp dụng vào mâm ngũ quả ngày Tết cho gia đình mình nhé. Chúc các mẹ ý có một mâm ngũ quả như ý muốn, tràn đầy tài lộc và hạnh phúc bên gia đình và người thân yêu. Cảm ơn các mẹ đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình khám phá văn hóa và truyền thống độc đáo của dân tộc Việt Nam. Hẹn gặp lại trong những tiếp theo của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh để nhận nhiều thông tin hữu ích khác các mẹ nhé.